Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các anh em tham gia một chương trình góp nhận 1.20 đô token nợ token Cardito. Từ đây là một sáng trên của NFT các bạn. Để tham gia hôm nay mình lấy phần link mô tả dưới video, mình mở link form ra xong các bạn. Các bạn bấm vào một start nè bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên thì rồi các bạn lướt xuống các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow tờ Twitter và điền lại username tờ Twitter các bạn. Các bạn nhập vào một follow nè. Trên tờ Twitter thì các bạn theo dõi nè các bạn. Các bạn like và tờ tweet lên các bạn. Rồi các bạn chấp nhận với tờ tweet tăng 3 người bạn các bạn. Các bạn tăng cho 3 người bạn ở cộng Minh. Ở cộng Goku thì ai góp thì vòng nó có nhiêu đó các bạn. Cộng Lê Du. Rồi các bạn tự quyết lại nha bạn. Sau khi các bạn tự quyết lại xong thì các bạn phải đáp lợi. Các bạn điền lợi xin em tự quyết tơ của tất cả các bạn chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn điền lợi xin em tự quyết tơ mình cho bạn bấm vào OK nha bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn hỏi được quyết xin em xin bạn bấm Z nha bạn. Tiếp tục thì các bạn join kênh group rồi điền lại username Telegram của tất cả các bạn nha bạn. Thì các bạn nhấp vào đây nè. Trên Telegram thì các bạn join vào nhóm chat nha bạn. Rồi sau khi các bạn join vào nhóm chat xong thì các bạn bắt đáp lại, các bạn điền lại username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Vậy. Nói chút xíu hả? Rồi các bạn điền lại username Telegram của mình nha các bạn. Telegram của mình là cộng anh 4 số 1 nha các bạn. Rồi các bạn bấm OK nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn dùng địa chỉ với BNB Smart Chain, các bạn dùng địa chỉ trên ví chuột wallet nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ BNB này nè các bạn. Rồi các bạn sẽ chép lên nè. Rồi các bạn bắt đáp lại. Các bạn bắt vào đây nha các bạn. Rồi tất cả các bạn bấm submit nè các bạn. Rồi chờ nó lót ra một chút xíu nha các bạn. Rồi như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình góp nhận 120 đô token Crypto. Đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.